Tại vì con cũng có đọc trên mạng là đây là một trong những món mà khi đến Phan Thiết mình không thể nào bỏ qua. Ngày cao điểm 2.500 cuốn, còn như mấy ngày này thì 2.200. Lớp mua giờ rồi lớp ngồi ăn đông lắm. Nó có quanh năm, cái mùa cá chích là tháng 3, tháng 4 gì đó. À, có tháng 3, tháng 4 mọi người là cái mùa ngon nhất. Nên là mình có đi du lịch tới đây thì mình cũng canh cái mùa đó mình ăn là ok. Hey, xin chào mọi người đã quay trở lại với Team Đi Đâu. Thì hôm nay tiếp tục hành trình Phan Thiết của tụi mình. Thì buổi tối này á, thì tôi sẽ dẫn mấy bạn đến với một quán gọi cuốn cá chích. Đây là một cái món rất đặc sản ở vùng Phan Thiết mọi người. Cá được thì người ta sẽ dùng, người ta sẽ lọc ra, người ta bỏ vô, người ta cuốn. Và đặc biệt á, cái món này người ta còn nó còn quyết định bởi cái nước chấm nữa, đó là chính là nước mắm. Nước mắm ở đây pha theo một cách rất là đặc biệt, nên là cái món này nó tạo nên một cái sức hấp dẫn mà ai đến Phan Thiết cũng phải ăn một lần. Còn bây giờ thì mọi người cùng tôi vô xem thử cái món này nó như thế nào ha. Đi thôi. Ở quán á mọi người thì cô sẽ bán từ lúc 3 giờ. Mà bây giờ là 6 giờ mình đang vô thì khách ăn rất là đông luôn. Bàn nào cũng được 3, 4 anh chị hết. Đây mọi người có thể nhìn thấy. Đó, thường thường tôi thấy là vợ chồng nè, các cô chú, ba mẹ, gia đình dẫn nhau đi ăn. Thì đây là cũng là một món mà người ta thường thay thế cho bữa cơm chiều á mọi người. Thì như lúc nãy tôi nói, cái độ ngon của món chả cuốn cá chích này nó sẽ phụ thuộc vô cá và lại nước chấm. Nên bây giờ tranh thủ thấy cô đang rảnh bên này, tôi qua tôi hỏi cô một vài câu hỏi ha. Thì nãy lúc mà trước con khi con lại quán của cô á, thì con có đọc trên mạng là con nghe nói là chả của mình là nó ngon ở quyết định ở hai chỗ là cá với lại là cái nước chấm. Đúng rồi. Dạ, thì cá của mình á cô, thì con cái thời điểm con tới là bây giờ là khoảng tháng 7, thì nó có phải là cái mùa cá ngon nhất không cô? Mùa tháng 7 là các mùa cá là nó ngon, nó béo, con là con béo nhất. Thì thường cá chích của mình là nó có sẽ có từ mùa nào tới mùa nào cô, hay là có quanh năm luôn? Nó có quanh năm nhưng mà gần Tết thì có mùa của nó. Nhưng mà những cái tháng này thì nó cũng có lai rai. Vậy theo cô kinh nghiệm đó giờ thì cô thấy là cái mùa nào là ngon nhất? Cái mùa cá chích đó hả con? Dạ đúng rồi. Cái mùa cá chích là tháng 3, tháng 4 gì đó. Có tháng 3, tháng 4 mọi người là cái mùa ngon nhất. Nên là mình có đi du lịch tới đây thì mình cũng canh cái mùa đó mình ăn là ok. Vậy con thấy là ở đây cô có cuộn sẵn vậy rồi, thì không biết là cô chuẩn bị cái này từ hồi nào cô, với lại mình chuẩn bị sao? Cái này hả? Cái này cô tảng sáng là cô đó làm rồi. Tảng sáng cô làm. Cô cá chích thì cô làm như thế nào? Cô lên cảng á, cô mua về rồi mình phi lê ra. Mình phi lê ra rồi mình ướp rượu vị. Dạ. Ướp rượu vị vô rồi mình cuốn. Cuốn. Cuốn là được như thế này. Hình như cô có chiên sẵn ở nhà rồi hả cô? Đúng rồi, cô chiên sơ qua. Cho nó khỏi bở bánh tráng con. Là bánh tráng lúc mình cuốn nó dẻo như vậy luôn. Dẻo, nó dẻo nhưng mà nếu mà sẵn á, thấm vô bánh tráng nó sẽ ướt. Thành thử mình nói mình phải chiên trước cho nó ráo. Cho nó khỏi nhão bánh tráng. Bánh tráng á mọi người, khi mà cô dùng để cuốn thì nó sẽ dẻo dẻo như thế này nè. Có hình như thế này đây. Cô khi mà cô bỏ cá vô thì cô sợ nó thấm nước là cô chiên trước. Đúng rồi. Sau đó thì cô sẽ bắt đầu cô đem qua đây, cái cô bỏ lên chảo dầu cô chiên và bán cho người thực khách. Rồi cái một câu hỏi nữa là cái nước mắm của mình đó cô, thì cô làm như thế nào? Nước mắm thì cô ớt, cô làm ớt. Dạ. Ớt lại đậu phộng, đồ gia vị, ví dụ như nước mắm đường bột ngọt rồi này kia nọ, me chanh rồi đó. Dạ. Mình xay đậu phộng rồi mình bỏ nó vô, mình nấu lên. Dạ, nấu lên. Rồi. Vậy cái nước mắm ở Phan Thiết của mình nó, nếu giả sử nếu mà con ở nhà con làm thì nước mắm ở trong miền con ngon, cô thấy nước mắm Phan Thiết nó mình thay nước mắm khác được không cô, hay là mình sử dụng nước mắm Phan Thiết sẽ ngon hơn? Mắm Phan Thiết ngon hơn, tại mình bán mình hồi đó giờ là mình làm nước mắm ở đây không à con. Mình làm mắm Phan Thiết không Dạ, là mình nếu mà mình thay đổi thì sẽ mất đi cái vị ngon đúng không? Đúng rồi. Dạ, con thấy ở đây bây giờ là khách của mình đang ăn rất là đông luôn. Thì không biết kiểu mà thường thường ngày cao điểm của mình là cỡ ngày nào cô? Ngày cao điểm của mình là thứ 6, thứ 7, thứ nhật là đông. Nhưng mà mấy cái thứ này thì cũng đông mà không bằng thứ 6, thứ 7, thứ nhật. 6, 7, thứ nhật cũng đông lắm. Dạ. Lớp mua giờ rồi lớp ngồi ăn đông lắm. Vậy là thứ 6, thứ 7, thứ nhật của mình là cao điểm nhất. Cô có nhớ là cỡ mình bán được cỡ bao nhiêu cuốn không cô? 2.500 cuốn. 2.500 cuốn là ngày cao điểm? Ngày cao điểm, còn như mấy ngày này thì 2.200. Mọi người nghe ghê không? Một ngày cao điểm thì cô bán được 2.500 cuốn. Như vậy mình 2.500 cuốn thật sự là nó thể hiện là cái sức nóng của cái món ăn này nó rất là lớn mọi người. Tại vì con cũng có đọc trên mạng là đây là một trong những món mà khi đến Phan Thiết mình không thể nào bỏ qua. Nên nay gặp được cô con vô con quay món ăn này giới thiệu đến mọi người. Dạ rồi, con cảm ơn cô, con hỏi lắm rồi.
đây mọi như mọi người thấy cái rổ đỏ này là cô đã chuẩn bị chả cá ở nhà, cô cuốn sau đó cô chiên sơ qua. Khi mà đến lúc chiều bán á thì cô sẽ mang ra cái chỗ bán, cô chiên trong cái chảo dầu ở kế bên. Đây khi chiên lên cho nó vàng nó giòn là mình bán cho người ta được rồi. Còn đây là bánh tráng cô dùng để cuốn á mọi người. Một phần bánh tráng thì nó có cái hình tam giác nhỏ nhỏ như thế này nè. Cái bánh tráng mình nhìn bề ngoài nó sẽ rất là dẻo luôn. Cô đang ngồi tách ra từng miếng để xíu nữa nếu mà có rảnh thì cô sẽ cuốn cá cô chiên tiếp. Đây cô có nói với tôi cái này là lá lon mọi người, cô sẽ cuốn bánh tráng để cuốn chả cá trong đây. Cuốn cái này thì mình giữ cho bánh tráng nó được mềm, được dẻo, nó không bị khô. Đây, đây mọi người, chị vừa mở cái lớp lá lon ra để chị lấy bánh tráng cuốn chả. Thì cái này là cái loại bánh tráng to để mình cuốn chung chả với các loại topping khác để mình ăn kèm. Thì bây giờ mọi người cùng coi chị cuốn ha. Đầu tiên thì chị sẽ bỏ chả vô. Chả sau đó là nem. Và chị sẽ cho nem nướng vào luôn. Được 3 loại topping rồi hen. Sau đó thì chị sẽ bỏ trứng gà luộc vô. Cuối cùng thì mình sẽ cho nhân vật chính là chả cuốn cá trích đã được chiên sẵn. Mà một ít rau nữa. Rau thì mình có rau thơm, cải xà tách mọi người, cũng rất là đa dạng. Và sau đó chị sẽ cuốn lại. Cuốn được một cái cuốn to như vậy á. Cái này thì bạn nào muốn cuốn thì nói chị cuốn, còn nếu mà không muốn cuốn thì đem chị sẽ dọn ra bàn hết cho mình tự cuốn. Một cuốn gì là hết bán bao nhiêu tiền hả chị? 15.000 em ạ. À, một cuốn như đầy đủ vậy là 15.000. À. Thường thường một phần em mua là được bao nhiêu cuốn chị? Là 6 cuốn, một phần 6 cuốn. À, một phần 6 cuốn là hết bao nhiêu chị? 35.000. À, một phần 6 cuốn là hết 35.000 mọi người. Một cuốn như này rất là dài luôn. Cái chim nó cũng khá là to. Nó sẽ dài bằng khoảng một gang tay của tôi luôn á mọi người. Rất là dài luôn nha. Mà một phần như này mà được tới 6 cuốn mà giá 35.000 thì phải nói thật sự rất là rẻ. Còn bây giờ tôi trả lại cho chị ha. À, còn đây là cái quầy bán của chị nè mọi người. Đầu tiên mình sẽ thấy là những cái cuốn chả cuốn sẵn. Đây là một cái thành phẩm khi mà mình gọi ra mình ăn á mọi người. Còn kế bên cái những cái chả đó thì mình sẽ có nem nướng. Xuống dưới một xíu thì mình sẽ thấy một cái rổ. Cái rổ này thì sẽ đựng những cái cuốn chả cuốn cá trích chiên sẵn rồi. Kế bên cái rổ này thì mình sẽ có cái hộp. Hộp này sẽ đựng chả với lại nem chua. Kế bên cái hộp chả với nem chua thì mình sẽ có cái hộp nhỏ hơn. Đó chính là cái hộp đựng những cái trứng gà luộc. Rồi, hôm nay mình ăn cái gì đây? Hôm nay mình sẽ ăn gỏi cuốn cá trích nha mọi người. Gỏi cuốn cá trích cũng là một đặc sản ở Phan Thiết mà phải ăn nha. Nhớ lưu vô những cái clip mà đi ở xíu Phan Thiết nha. Nhưng mà cái này nhìn giống chả dầu mà. Không, người ta lấy bánh chén, người ta cuốn cá. Cá thì buổi sáng sớm người ta mua về á mọi người, người ta lấy từ cảng á. Người ta cứ phi lê cá, thịt cá ra, người ta bỏ cá vô bánh chén, người ta cuốn. À, là hình thức giống bánh cuốn nhưng mà cái nhân là cá trích. Đúng rồi. Nghe nói bên trong hình như còn có củ sắn thêm kèm củ kèm với sắn. Cá nữa. Ờ, thì ở đây là tôi thấy là cô bán là kiểu dạng một cái dĩa xong rồi đồ ăn cấp bên đó là đi kèm với bánh tráng rau. Thì một phần như vậy một người ăn là 35.000, cái dĩa này là hai người ăn là 70 nha. Ừ. Còn có bán cái dạng mà cho có kiểu là mọi người không biết cuốn, cuốn không đẹp hay là lười cuốn hay là cơm mang về gì đó thì là được mấy chị cuốn sẵn. Một cuốn này là 15.000 một cuốn mọi người. Nói chung là cũng bự lắm. Rồi, thôi bây giờ là mình thử. Ăn thử đi. Tại vì tôi thấy nó cũng khá giống là ăn trước. Rồi, thôi bây giờ là mình thử đi. Tại vì thấy cái này cũng khá giống chả dầu của mình ngoài Nam mình đó. Chị ăn thử rồi, em cũng ăn thử cái luôn. Thì tôi thấy ở trong là có củ sắn thiệt nè. Với lại một chút thịt thì không biết nó là cái gì. Còn ở đây là sẽ ăn với lại nước chấm, đậu phộng. Nghe mùi thơm đậu phộng lắm. Có đậu phộng, cái này còn có nước mắm đó mọi người. Như hồi nãy cô nước mắm, nói đậu thì có rất là nhiều nguyên liệu luôn. Nhưng mà nghe mùi thơm nhất vẫn là đậu phộng. Đúng rồi. Ăn vô rất là giòn luôn. Cái giả giòn đó mọi người. Cô nói là bánh tráng cô chiên á, cũng là cái này nè. Được gói trong cái lá loan. Giữ được cái bánh dai dẻo không? Đúng rồi, dai dẻo mà. Mà ăn ghi mà chấm với nước mắm á. Cái nước chấm á thì thấy là thơm mùi đậu phộng. Đúng không? Vị ngọt nhiều. Cá ngọt nhiều. Thành ra là hơi giống. Đa bờ thôi biết rồi. Hơi giống cái gì? Tương mứt cái bơ đậu phộng á. Ừ.
ăn vô bên trong mọi người thì có củ sắn nó cũng ngọt nhưng mà được cái bù lại nó giòn. Giòn, cái da rất là giòn, nó không có ngấy đâu nha mọi người. Vị cá thì cũng khá là thơm. Nếu mà là tôi không biết gì hết, tôi vô tôi ăn tôi cảm thấy nó giống giống như là cái cá mà cái vỏ cá mọi người thường hay mua ngoài chợ, mà vỏ cá hấp thường một dĩa một vỏ 3-4 con kiểu vậy, kiểu cá biển đó mọi người. Còn cá ở đây cũng không, cũng khá ít. Thịt cá cũng không có nhiều đâu mọi người, chủ yếu là tôi thấy củ sắn là nhiều. Nhưng mà cũng thơm, thì cái mình nó sẽ có một cái mùi hương thôi, lại mùi cá trong này không có quá tanh đâu. Hồi mấy tấm bên ăn kèm đến đây thì bình thường này chả nem, nem nướng. Có cái nem nướng nào, để coi nem nướng cô nem như nào. Còn đây, đây là trứng gà mọi người, cái món gặp bất kỳ nơi đâu ở Phan Thiết luôn. Nem nướng cũng hơi ngọt, nó thơm cái mùi nướng nhưng mà ngọt. Bình thường nem trứng nó sẽ hơi chua chua hoặc nặng tí, nhưng đây cũng ngọt. Nó thêm về cái vị thịt nướng, nó không có nhiều cái vị nem. Còn nem chua thì tôi thấy khá là ngon nè, vị chua nó cũng vừa phải, vị ngọt cũng vừa phải lắm mọi người. Ăn vô rất là nó kiểu nó hai cái nó hòa quyện lại, nó không cái nào hơn cái nào, không cái nào bị quá hết. Ngon. Bây giờ em ăn cuốn đi. Bây giờ tôi sẽ cuốn cho mọi người. Chứ còn sẽ ăn cuốn thẳng. Mình cũng không đẹp lắm nên là chị Nguyên sẽ cuốn, còn mình sẽ ăn cái cuốn thẳng. Rồi thì ở đây là mấy loại rau thơm bình thường, rau sống thôi. Sẽ có salad nè. Salad. Giúp cá. Có ngò gai nữa. Gai. Ồ, ngò gai ăn sống luôn hả ta? Xong rồi mấy cái quế nè. Quế. Cái gì nữa ta? Nhiều loại quá. Cái gì? Phúng lũi. Phúng lũi, có hẹ nữa mọi người. Hẹ. Bỏ thêm cộng hẹ, phúng lũi vô. Rồi, sẽ có thêm xoài chua. Xoài chua. Rồi Dưa leo. Cho thêm một miếng chả. Đó. Một miếng nem. Rồi vậy thôi. Rồi giờ tôi ăn thử trước ha mọi người. Chị Nguyên còn phải cuốn. Kiểu nhiều tỏi topping đó mọi người. Nó cả nó hòa quyện, nó tạo ra một cái, ta gọi là hỗn hợp không? Nó rất là, không biết phải diễn tả sao nhưng mà ăn vô hay. Nó hòa hợp lại ăn cảm thấy rất là hợp mọi người. Từ vị ngọt đến vị mặn, cái nào nó cũng hòa hợp lại hết. Cảm giác là ăn với rau nó sẽ đỡ ngán luôn. Đặc biệt thôi nha, có trứng luộc đó mọi người. Thường thường tôi ăn trứng luộc mấy bữa nay tôi cũng ngán rồi. Nhưng mà có trứng luộc vô đây, cái lòng đỏ nó làm cho cái cuốn này cảm thấy nó béo béo quá chị. Mà vậy thích cái bánh cá này nha. Nó mỏng, nó không có nhiều bị mặn ra lắm á, nên là ăn sẽ ít cảm giác, nên là không có bị dai nè. Nhất là không có bị dai. Đúng. Thứ hai là nó không nhiều khi cái nhiều bánh chén nó đậm quá, nó hơi mặn á, nó sẽ không có còn thơm cái vị của các cái bên trong nữa. Thế là bánh cuốn, bánh chén này mọi người, nó hơn một, nó hơn cái bánh chén trong miền Nam này một chỗ. Là nhờ nó dai nên nó sẽ khó bị rách. Mình cuốn. Nó mỏng nhưng mà nó không có dai đúng nha. Đúng rồi. Mình cuốn rất là dễ luôn. Cuốn thoải mái. Khoan, chị mới nói vậy, nó mỏng nhưng mà không có dai. Nó mỏng nhưng mà nó không dễ bị rách. Nó mỏng nhưng nó không có dễ bị rách. Đúng. Nó là cuốn rất là dễ luôn. Cuốn cái gì cũng được. Mà chiên lên cũng ngon ha. Đúng rồi. Thấy được chiên lên cũng ngon nữa. Cũng không bị thấm dầu nhiều. Mình ăn không bị rách. Được rồi. Nên là mọi người, đây quả thật sự đúng là không phải là tự nhiên người ta nói đây là một cái món mà mình phải đến Phan Thiết mình phải ăn một lần. Đặc sản Phan Thiết. Nó rất là ngon, nó hòa quyện tất cả hương vị lại. Đúng rồi. Đặc biệt nhất là cái loại nước chấm có vị ngọt này của Phan Thiết. Nhưng mà tại vì cái này nó là đặc sản, cái hương vị của Phan Thiết như vậy nên là nó, cái vị ngọt đó cũng không làm cho mình bị gay gắt quá. Đúng. Mà cái đó là hương vị đặc trưng ở đây. Nên là rồi. Cũng ăn vô của mình coi như là một cái trải nghiệm mới, một trải nghiệm rất là đáng. Ở Phan Thiết có rất là nhiều quán bán món cuốn cá chích. Nhưng mà hôm nay thì tụi mình đã chọn mặt gửi vàng tới quán của cô Nga tại địa chỉ
số 68 đường Lê Hồng Phong, thành phố Đà Kiếp mọi người. Thì hồi lúc chiều mình ghé thì có rất là nhiều khách, nhà vừa mấy bạn cử tri nè, xong rồi gia đình nhỏ, mấy bạn rất là thích cái loại cuốn rau này, cuốn nó trẻ nhiều nha. Đúng rồi. Tại vì nó giòn giòn, nó ngọt ngọt á, nên là mấy bạn cũng rất là thích. Thì cái này tôi nghĩ là nếu mà mọi người dễ ăn thì mọi người cũng sẽ thích, vì nó dễ ăn, nó là đặc sản và nó cũng khá là rẻ. Nên là nếu mọi người có dịp đi Phan Thiết thì nhớ ghé tiệm cô Nga nha. Ok, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo của tụi mình nha. Bye bye, bye.